Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình hôm nay mình sẽ tiếp tục tại trò chơi mini football. Thì sao thấy sao mà xem nhiều lần mình thấy các bạn người ta xem nhiều lần mình thấy các bạn chơi cái tự thấy các bạn thích cái trò chơi này, cho nên là mình sẽ làm tiếp tục trò chơi này cho các bạn xem. Ở đây thì cái trò chơi này sẽ có khá nhiều phần, bây giờ hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cho bạn xem. Thì bây giờ là mình sẽ sau khi mình vừa xong cái video kia, cho nên là có mấy bạn không có cho lắm, cho nên là mình đã xóa rồi nha các bạn. Cho nên mình sẽ làm tiếp xem cho các bạn xem chơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trận đấu nha các bạn. Ôi trời, nay mình sẽ nghe biết đội hình mạnh lắm, cho nên là mình sẽ cố gắng chơi trong cái xe thắng tầm tầm 1-2 trận cho bạn xem cho vui, chứ mình thắng nãy giờ mình chơi từ nãy giờ chưa có thắng được như lần nào luôn á. Nay bây giờ sẽ đấu với Ấn Độ nha các bạn. Ấn Độ mình sẽ không có quay đội nữa. Ở Ấn Độ này cũng khá là mạnh, cho nên là bếp gà ai à, hủ môn này nó càng đấy phải chọi ra xa với bạn, phải cho mấy cái đó hủ ghi nó đỡ hắn mà mình té ai à. Để mình sẽ trời ơi không vào sao sao bùm nè, anh đừng xe à. yes đúng rồi. Trong một vé thắng bây giờ mình đã biết rồi, bây giờ mình đã có được lợi thế với các bạn. À, mới có ba sao chỉ mới có 30 bao mình đã biết chơi bẩn như thế nào rồi. Sì gà gà nè, thì như ai mình nghĩ đội rồi thì cũng hơi cùi cùi với các bạn, cho nên mình sẽ phải cố gắng. Chết rồi, xuất phạt ai ra được vào. Ok hết giờ, vậy là tỷ số 1-0, giờ chúng ta sẽ đổi bên nha bạn. Sút vô số 52 Derrick phải để cái tên này mình không biết các bạn. Đó đây là đây là cái lần chơi bẩn nha bạn. Chơi mà để cho cái thằng ở vị trí ở ngay giữa nha bạn. Giờ tôi sẽ tiếp tục chơi bẩn nữa. Chơi bẩn nè. Đó. Cái này dễ ăn lắm, nên bạn nào chơi bẩn thì dễ ăn nha các bạn. Đó lại tiếp tục số 52. Quậy mình khá chơi bẩn đúng không? Chơi bẩn này mới có cơ hội ăn được nha các bạn. Đó. Đó. Chơi bẩn này mới có cơ hội ăn. Nếu đội hình mạnh mình sẽ cố gắng phát làm như thế nào để cho nó. Cho nó hỏi vào cái số mạnh mình. Bây giờ nó mới có phút 53 nó vẫn chưa ăn được. Bây giờ mình lên trái số 4 cho các bạn xem. Giờ mấy thằng này chỉ dường thôi chứ nó không có. Để chấp với các bạn. Shoot. Trời ơi. Được rồi không? Không vào. Shoot trái xa.
ơi. Tiến về trái bóng, tiến về trái bóng. Sút. Ây à. Ây da. Tỷ số là 3-0. Mẹ mình đã chơi bẩn hai lần và mình đã có một bàn thắng rất khá là rõ ràng. Ok nha bạn. Chơi mãi mới có chọn một trận thắng nha bạn. Cái này chơi mãi không được nha. Ok, mình đã nhận được 500 đồng. Đó, mình đã được 800 đồng. Và bạn muốn chơi lại bóng đúng ngoài giữa, nó kêu là mình ai quá tu cái gì muốn chơi lại, cho nên là mình xong chơi lại. Chơi lại tí nữa nó cái này có thể nó sẽ nhường. Rồi mình chơi mình lên hạng 36 luôn nha bạn, mình được 1.000 cúp. Mình được 1.000 này. Mình đã được gì đây? Level 6 rồi là mình đã được mở nếu biết mình đã vừa mở xong vừa nổng chưa nữa, mình sẽ mở thẻ 32 nè. Cũng mới nè, dày nè. Sơ đồ mới nha bạn, 543. Ok, mình sẽ vô luôn. Sơ đồ hả? Ôi là má em mình luôn. Bước mình đã vỡ ở một cái sân vận động chưa ta? Ủa, mình đã vỡ một cái sân vận động mới nha các bạn. Bây giờ chơi này tới 1.000 tiền cho nên là mình vẫn chưa thể nào mua được. Mình sẽ ở đây mình đã được có được mình đã được 1, 2, 3, 4, 6 cái giày. Bây giờ mình sẽ lấy cái giày màu vàng đi. Không, giày cool lắm. Lấy giày màu trắng. Lấy giày vàng đi. Ê, mình còn có cái này mình chưa bóp nữa đâu rồi ta. Nè, ở còn ở đây mình còn có một cái phải, cái vô. Mình được mở đường sơ đồ 544 mấy giờ mình sẽ đây. Mình sẽ vô sơ đồ mới nha bạn, mình sẽ đổi sơ đồ mới rồi, sơ đồ cùi lắm. Đây sơ đồ. Ở đây mình có sơ đồ người ta. Ok. Giờ mà cho một thằng nó cũng ở đây chán. Cho ba thằng ở đây cũng được. Sơ đồ 4-4-3-3 cũng được. Mình sẽ đổi sơ đồ 5. Sơ đồ này đi. Ôi sơ đồ thôi, mình chỉ chọn sơ đồ 5-5-5-3-2 nha bạn. Ok, 1-136. Bây giờ ơi mở ra nhận quà. Ê, đi đâu đi các bạn, được 80 à, mình sẽ được mở đầu tiên 34 nè. Hủ môn mới tên là Le Lơi. Hồi mình đã được một hủ môn mới, mình đã được 4 hủ môn mình các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục trận đấu. Ở đây mình có thẻ gì đây? Ok, mình sẽ nhận quà. Nhưng mà thôi, mình sẽ không nhận quà. Thì nếu mình nhận, mình sẽ được khám phá cho đầu tiên. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu trò chơi nha bạn. Lần này mình sẽ rút kinh nghiệm mấy lần trước. Lần này thì mình sẽ không chơi map này là map mau viết rồi. À đùa các bạn ơi, mình có thể một cái level 6 mình có thể mở được hai một cái level 6 mình có thể mở được hai cái sân vận động nha bạn. Một là sân Creeper Football Study. Đây là Creeper. Đây là Excel Arena. Còn đây là cái, nếu các bạn lên level 8 mình sẽ mở cái sân vận động này, mình sẽ cố gắng chơi đến. Nên là mình chưa khám phá được cái sân vận động mới, cho nên là mình sẽ này tới 2.000 tiền, cho nên do là mình không có đủ tiền, mình cũng mới mất 8.000 mấy, mình không có đủ tiền, nên là mình sẽ tiếp tục chơi map cũ. Ok, đây là sẽ là trận đấu mình sẽ thi đấu nha bạn. Mong trận đấu này mình sẽ ăn. Alo, mình lại là cầu thủ xịn nha bạn, cho nên là mình sẽ cố gắng chiến thắng. Nếu mà mình thua thì cũng hơi nhùng nhục, các bạn thông cảm nha. Do là mình mới tê đập đầu nên mình chưa có quen cái trò này. Chúng ta sẽ tiếp tục bỏ xung mình động mới
thì mình đã đổi nhà, mình sẽ chơi sơ đồ đậm mới, chơi chơi sơ đồ mới, sơ đồ 532 đây sẽ là mình sẽ là, chung là mình xem coi dễ để hiểu đâu. Wow, đội hình này mạnh đấy, đội hình này phải mạnh. Hết giờ. Wow. Trời ơi. Không vào nè. Sút. À. Trời ơi, cái pha này sút là được rồi. Shoot. Ây à. Hay quá. Shoot đúng ngay giữa ông Hằng. Hết giờ. Rồi sao chết mẹ sắp bê la tây rồi. Wow. Trời ơi.
Mẹ trời ơi, không giao. Wow, bây giờ chân suốt của cụ mình nè. Giữa đâu. Dạ, bấm nè. Wow. Yeah, mình đã hy vọng thằng màu đen này rồi. Nó đã làm cho mình một cú sút cực kỳ là thảm họa luôn. Sau 120 phút, hết 120 phút là mình đã có một quả spin khá là buồn nên mình mới hơn mới vào một trái thôi là mấy trận khác là không thể vào được vào cái nào nữa. Có lẽ trận đấu hôm nay của mình đã cũng khá là gay cấn lắm rồi đấy. Rồi mình đã nãy mình hạng 36 giờ lên hạng 25 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô dẫn tiền để mình chuẩn bị chơi má mới. Giờ mình sẽ có thể sẽ kết thúc video của mình tới đây, cũng là video của mình đã hết rồi. Tại vì là mình đây là trận khá là căng thẳng lắm rồi đó, mình đã cho các bạn xem một cái trận này nó khá là căng thẳng. Tại vì cái trận này là sút penalty mình không thể nào mà sút được vào được, do là mình đã sút đúng rồi nhưng mà có điều nó ra ngoài. Cú sút này nó sẽ khá là khác như mấy cú sút nó sẽ khác như ở ngoài đời thật, cho nên là mình sẽ nên trận này khá là cay cấn. Giờ mình sẽ vô nhận thưởng nha bạn. Thì cái trận này mình cũng thấy là khá là vui. Giờ mình sẽ vô nhận cái phần giày ở đây. Mình có 16 cái giày, giờ thêm 1 2 3 4 5 6 6 cái giày, mình nó thêm một cái giày mới, giày sọc, giày mình đã có đôi giày mới, giày xanh vàng trắng đen. Còn đây là hồng nè, hồng này nam tính. Còn đây là cái này là tất ở chung ở đây mình có 3 tất, ở đây mình có 6 tất. Cái này dài nè, mình sẽ lấy tất đỏ đi. Ok, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì video này khá là dài, mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video của mình hãy cho mình một like, share, đăng ký và ủng hộ tiếp video mới của mình. Mà các bạn hãy nhớ là xem video này, các bạn hãy hết video này hãy xem, hãy like nha các bạn, để mình sẽ làm tiếp. Đủ, bây giờ mình sẽ cầu nguyện là trên. Bây giờ mình sẽ mong ước là nếu mà cái video này mà đẹp được 50 lượt xem thì mình sẽ làm tiếp tập phần 3 nha các bạn. Vì trận này thì cái này mới là chỉ là cây cứng lắm mà. Bây giờ hôm nay nói chung là mình sẽ kết thúc video đây. Thì mong các bạn buổi sáng lại vui vẻ nha. Ok, bye bye nha. Bye bye các bạn. Bye bye.